Kính chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh LIBI TV. Hôm nay Linh có một món rất là đặc biệt muốn giới thiệu tới các bạn. Đó chính là con bọ biển. Đây các bạn ơi, nó còn sống luôn nè. Đây là lần đầu tiên Linh thử con bọ biển này, cho nên là Linh cũng không biết cái mùi vị của nó như thế nào nữa. Nếu các bạn tò mò muốn biết mùi vị của nó như thế nào thì các bạn hãy tiếp tục xem video của Linh nhé. Ở đây Linh có tới 2 con lận. Bây giờ Linh sẽ cho các bạn xem cận cảnh coi nó có cái gì ở trên người nó nha. Đây là hình dạng của nó nè các bạn ơi. Nhìn nó rất giống một con bọ khổng lồ với lớp vỏ dày và cứng có màu xám xám, tím tím. Đó các bạn thấy chưa? Cái phần vỏ của nó rất là cứng nha. Còn cái phần bụng của nó thì có rất là nhiều chân. Trời ơi, nhìn nó thật sự giống một con bọ luôn á các bạn. Và nó còn có một cái biệt tài giả chết rất là hay. Để biết nó có còn sống hay không thì các bạn chỉ cần dùng nước lạnh rưới vào người nó như thế này nè. Nó sẽ cử động, đó, các bạn thấy nó cử động chưa? Đó. Hoặc có một cách khác là các bạn có thể dùng tay chọc lét vào cái phần đuôi của nó. Nó sẽ cử động, nó cũng biết nhột nữa đó các bạn. Đó, đó, các bạn thấy nó cử động chưa? Nó nhột đó các bạn ơi. Trời ơi, nó còn há miệng muốn cắn mình nữa kìa các bạn. Còn đây là phần đầu của nó này các bạn. Nó có 2 con mắt đen và 2 cái râu. Trời ơi, nhìn nó giống sinh vật ngoài hành tinh ghê luôn á. Ngoài ra nó còn có mấy cái răng nhìn cũng rất là sắc nhọn nha. Cái phần đuôi của nó thì có mấy cái gai. Vỏ rất là cứng. Mình có thể cầm nó và cuộn lại rất là dễ dàng. Nhìn nó y chang con tê tê luôn á các bạn. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu rửa nó và chế biến. Bọ biển này cùng họ với tôm, tuy hình dạng xấu xí nhưng rất được săn lùng vì độ quý hiếm. Trước đây bọ biển được bán với giá rất rẻ, chỉ vài chục nghìn đồng một ký. Nhưng từ khi có tin đồn là ăn bọ biển bổ dưỡng thì giá của nó tăng chóng mặt. Giới nhà giàu cũng đua nhau ăn thử một lần cho biết. Đối với các loại hải sản khác thì các bạn có thể ăn quanh năm. Tuy nhiên đối với con bọ biển này thì chúng ta chỉ có thể đánh bắt nó vào tầm khoảng tháng 3 tới tháng 5 dương lịch, cho nên nó rất là hiếm. Và bây giờ hai em nó đã sạch sẽ rồi nè các bạn. Mình sẽ bắt đầu làm thịt tụi nó. Đầu tiên thì mình sẽ cắt cái phần bụng của nó ra để lấy cái phần ruột bên trong. Trời ơi, các bạn có thấy không? Ở bên trong bụng nó có cái phần dịch màu trắng trắng giống như là sữa vậy đó. Ôi, các bạn có thấy cái bong bóng của nó phình lên không? Đây là cái phần mà mình phải lấy ra đó các bạn. Trời ơi, nó hôi quá trời hôi luôn. Hôi lắm nha. Đây là những cái chất cặn bã ở trong người nó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra và rửa sạch. Bây giờ mình sẽ rửa sạch những cái chất dịch từ bong bóng dính vào người nó để cho con bọ biển mình nó không có bị hôi. Trời ơi, không biết là ăn có ngon như lời đồn không, nhưng mà làm nó nghe cái mùi là muốn xỉu rồi đó các bạn. Nè các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy bên trong của nó không? Có trứng á, còn cái phần màu trắng là phần thịt của nó đó các bạn. Và mình sẽ tiếp tục làm tới con thứ hai.
Ui trời ơi, cẩn thận cô chủ bể ra. Ui, đáng sợ quá các bạn ơi. Làm kiểu này đáng sợ quá. Nhưng mà không có ai làm hết, cho nên mình phải bấm bụng làm thôi. Cắt ra. Rồi, bây giờ phải rửa cho sạch lại. Sau khi làm thịt hai em nó xong thì mình sẽ hấp cách thủy. A few moments later. Và bây giờ hai em nó đã chín rồi nè các bạn. Nó đã chuyển từ màu xám xám tím tím sang màu trắng như vậy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đem đi thưởng thức thôi. Yeah, vậy là mình vừa chế biến xong con bò biển rồi nè các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức con bò biển này với vợ chồng mình nha. Yeah. Xin chào các bạn. Mình sẽ ăn chung với bình khùng. Hôm nay là cái ngày mà mình được thưởng thức cái con bò biển này. Thì thật ra nãy Linh có nói với mình là anh hay nói cái câu là mời các bạn cùng ăn với vợ chồng tôi. Nhưng mà thiệt tình là con này á không đủ tôi ăn nữa, lấy đâu các bạn ăn chung. Thật ra thì nó không có nhiều thịt đâu các bạn. Nhìn nó bự hoành tráng vậy thôi chứ lúc mà mình làm nó, mình thấy nó không có nhiều thịt mấy. Nhưng mà giá của nó thì vô cùng cao luôn các bạn. 1 ký bọ biển mà cỡ nhỏ là 1.880.000 một ký. Còn bự hơn á là 2.000.000 một ký. Thì mình mua 2 con thì khoảng 1 kg 350 á, là tầm 2.400.000-2.500.000 á. Nhưng mà mình nghe quảng cáo là nó là dạng như là một cái món ăn rất là ngon, rất là đặc biệt, và nó hơn cả cua hoàng đế nữa. Nhưng mà trong cái lúc mình làm, mình cắt cái bong bóng của nó để lôi cái ruột của nó ra thì nó hôi cực kỳ luôn các bạn. Cho nên là mình cũng không có biết là cái mùi vị của nó như thế nào nữa. Mình không biết là nó có hôi hay không. Thôi kệ, cứ ăn thử đi. Và nếu mà các bạn tò mò muốn biết âm thanh ăn con bò biển này như thế nào thì các bạn có thể qua bên kênh LINH-ASMR để xem nha. ASMR. ASMR. Bây giờ mình sẽ xé nó ra. Này ăn sao ta? Xé ngang kìa. Mà ăn rồi chứ. Không, em coi trên TV người ta ăn vậy đó. Xé ngang, xé nó vậy. Xé đi. Chị cũng chả biết nữa. Đây các bạn, cái món này là nhìn nó cũng khá. Cái con này nó nhiều thịt nè các bạn. Đây nè. Đây là phần thịt của nó nè các bạn. Giờ mình sẽ ăn thử. Thịt đồng, thịt tuồng nè. Lúc mà làm là mình cầm máy, vợ mình là cắt cái bong bóng nó ra. Trời ơi, cắt một cái bụp ra cái nó xì cái hơi trong bụng nó ra, cái mình muốn bỏ cái máy mình chạy hết sức. Hôi lắm luôn, hôi mà hôi phải nói là quá đi hôi. Nè, mình sẽ đây là cái phần thịt của nó nè các bạn. Đây. Đó. Và mình sẽ ăn chung với lại muối ớt, muối chanh ớt nè. Đó, mình chấm nó đây. Mình chấm nó vô. Ăn rồi chừa cho lạnh miếng. Hôm nay nhờ được người ngồi lấy nét các bạn. Cái mùi của con này hơi lạ lạ. Nó không có hôi nhưng mà nó lạ lạ. Mà cái thịt của nó rất là dai và có cái vị béo béo nữa các bạn. Béo là trứng của nó. Béo là cái trứng của nó. Cái trứng của nó béo. Cái trứng của nó rất là béo. Thật ra là nó cũng không có hoành tráng như cái lời đồn đâu. Nếu mà ăn chung với rau răm á thì nó sẽ đỡ hôi hơn. Nó có cái mùi lạ lạ, ăn chung với rau răm thì nó sẽ thơm hơn chứ không phải là đỡ hôi. Nó thơm mùi rau răm. Mày móc hết mấy cái trứng. Em phải làm mạnh tay cái muỗng đó, không phải mạnh tay. Chút xíu nữa tôi sẽ kể. Chút xíu nữa tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện rất là hoành tráng. Câu chuyện này là trên mạng đang đùng đùng. Ăn chưa? Anh nét kịp không nội? Vô.
Bạn này là lần đầu tiên bạn lấy nét. Bạn lần đầu tiên bạn làm camera nên là bắt rất dễ nhờ bạn. Bạn ấy mò như là mò gì vậy đó. Mò gì? Giống như mò móc thịt nè. Vậy hả? Mò tút. Thịt của nó cũng sớ sớ, màu trắng giống như là thịt cua vậy. Ăn thì nó cũng dai dai, dai dai giống thịt cua, nhưng mà cái vị, cái mùi của nó thì nó khác, nó hơi khác một chút. Nhưng mà để nói nó là một cái món ăn thần thánh thì cũng không tới nỗi đâu các bạn. Tại vì nó quá hiếm. Thường là con này á, các bạn muốn ăn thì các bạn phải chờ theo mùa, là hình như là từ tháng 2 tới tháng 5 là mùa của nó thì mới có ăn. Và do nó hiếm cho nên là giá nó mắc. Và cái món này thường là ăn để trải nghiệm thôi, chứ ăn no thì chắc không no nổi đâu. Ăn no mạt luôn. Nhiêu con này 1 triệu mấy hả? Ừ, 2 con hết, 2 triệu rưỡi á. Con này 1 triệu mấy mà để ăn no thì... Anh muốn ăn trứng không? Cho anh trứng không? Không, anh thích ăn thịt thôi. Nè, thịt đây nè. Thịt trên đầu quá trời. Để múc kìa. Nhiều lên cho mấy bạn thấy. Trời ơi, nó quá là nhiều. Đây, anh focus. Đó, vô rồi. Vô không? Đưa gần quá. Nè, đó. Đó. Nó chừng ra sao? Chừng có thịt không ta? Cái chừng có thịt các bạn. Mới biết luôn hả? Mới biết luôn á. Đây. Đó. Phải có gầu găm vô nó mới thơm. Ừ, thịt chừng nó dai hơn. Béo không? Béo không? Nó đã tới ốc ác luôn rồi. Béo. phải. Rất là ngon các bạn. Nó thiệt không phải nói giỡn. Theo như tôi á, là cái con này thật sự ra nếu mà nó có nhiều thịt hơn thì càng tốt. Bởi vì cái giá của nó không phải là giá rẻ. Giá hơi cao, 1 triệu một con thì chỉ được khoảng chừng 5-6 muỗng như vậy thì phải nói là rất là chua. Nói chung là ai muốn ăn trải nghiệm để biết trong cuộc đời mình ăn một lần để trải nghiệm cái vị của nó như thế nào, để có chuyện chém gió với bạn bè, chứ thực sự là nó cũng có gì để ăn. Bình thường. Nói thật ra không phải là không có cái gì để ăn. Ăn cũng ngon. Có nhưng mà ít. Ít xíu à. Ăn cũng hơi tiết tiền xíu. Nhưng mà các bạn ủng hộ mình nha. Cài view cho mình nhiều để mình có tiền mình mua mấy con xịn hơn nữa mình ăn. Và ai có cái món nào độc lạ hãy giới thiệu cho vợ chồng mình nha. Vợ chồng mình rất thích ăn những món độc lạ. Phần thịt của nó cũng ngon lắm luôn á. Thì mình có đọc comment của các bạn nè, các bạn nói dạo này vợ chồng mình hay up mấy cái điên xàm xàm lên nhiều quá. Thực ra thì tụi mình cũng muốn quay chỉnh chu nhiều clip để cho các bạn xem, nhưng mà cái thời gian mà mới vô Tết với lại qua Tết thì hơi bận với các bạn, cho nên là mình chưa có bắt đầu quay lại được. Thì hiện tại là mình đã set up xong cái phòng để nấu ăn rồi, thì sắp tới tụi mình sẽ cố gắng để mang tới những cái clip chỉnh chu cho các bạn hơn. Các bạn đừng có giận tụi mình nha. Các bạn nếu những người mà xem kênh của vợ chồng mình á, nếu là người Việt Nam thì sẽ biết trong cái thời điểm này là dân tộc của mình còn đang ăn Tết. Người ta nói là ăn Tết hết tháng Giêng mà. Nói giờ chưa hết tháng Giêng mà còn ăn Tết mà. Cho nên là thời gian này thì mọi người sẽ rất là bận về việc ăn Tết. Ở dưới quê mình á, bữa mình về quê mình ăn Tết đâu tới 14, 15 mà vẫn còn lì xì. Vẫn ăn đụng. Ca hát đụng. Dân mình giàu lắm các bạn, dân Việt Nam mình giàu lắm các bạn. Ăn Tết là ăn nguyên tháng vậy đó. Đâu, ăn Tết là ăn từ bữa 20 rồi. Bắt đầu từ 20 tháng Chạp. Là bắt đầu có tất niên nè, công ty nè, bạn bè nè, mời tất niên nè, đủ thứ hết. Gom lại nhậu là từ 20 tới giao thừa là muốn đuối rồi. Qua mùng 1, mùng 2, mùng 3 đi chúc Tết ông bà con, bạn bè ghé thăm người này người kia chút. Bắt đầu tới mùng 4 tới mùng 10 là 6 ngày nữa. 6 ngày trong 6 ngày đó nhậu một tăng nữa là đủ phê rồi. Nói nhiều quá Linh ăn hết trơn luôn rồi. Bạn
quá, mình phải tranh thủ. Bạn này ăn dữ lắm. Chạy người ta. Ai cho các bạn thưởng thức một món, à, một muỗng nữa nha. Ý. Đây. Chị làm gì trời? Các bạn thấy không ta? Thấy gõ không ta? Ông này ông đá nét nó vô đây. Vô. Chờ nha. Ăn không cho muỗng nè, cho tỉnh táo nè. Như buồn ngủ không? Nè, cho muỗng đây. Nè. Đưa miệng ra. Vô. Đưa miệng ra. Cho một muỗng luôn. Xong rồi đó, chờ lại miếng cho anh quay phim. Đây. Nhanh lắm mấy bạn quơ khoảng mấy muỗng là muốn hết rồi. Giờ chỉ có lặt chân á. Lặt chân ăn cào cào cũng vui. Bữa mình dòng kể cho các bạn nghe câu chuyện. Bữa mình dắt bà vợ của ông kia đi chơi. Mà dắt đi cái ông gặp. Ông gặp mình, ông cũng cười cười. Mình gặp cổ vợ ông chụp hình, ông cũng cười cười. Mình ôm hôn vợ ông cũng cười cười. Rồi nói chung là mình rất là thân mật cái vợ ông cũng chỉ biết cười cười. Không biết ông có thương vợ ông không mà vợ ông đi chơi mình thân mật cỡ đó luôn mà ông cũng cười cười. Mấy đứa con của ông đó gặp mình cũng cười cười. Kiểu mặt phá vui vui. Đối các bạn, bà vợ đó là vợ của ai? Nếu các bạn giải được câu đố này thì hãy comment bên dưới. Đố quay phim vợ ai? Nhà em biết vợ ai đúng không? Không. Không phải là vợ tôi nha. Nếu mà vợ tôi thì không nói rồi. Vợ người ta. Bữa sau tôi sẽ giải câu đố này cho các bạn nha. Anh đi xa quá. Anh đi hơi xa đâu. À mà đặc biệt nha. Vợ tôi thấy tôi đi chơi với bà vợ của ông kia, vợ tôi cũng không ghen nữa. Kỳ đó. Là nhân vật nào mà quyền lực dữ. Ôi, còn một muỗng nữa nha. Thằng này là bé hút tay ống. Cái clip dài nếu mà tầm khoảng 5 phút, 10 phút thì nói hết rồi. Chỉ có ăn là chỉ có tính ra chỉ có mấy giây à. Cái này đưa vô cái nhai qua nhai lại là nó tuột luốc à. Mất tiêu hết trơn à. Các bạn ơi, 1 triệu bạc chỉ được 6 muỗng thôi các bạn. Tính ra cái con này tính ra là trăm mấy gần 200 ngàn muỗng. 1 triệu 2 phải không? 1 triệu 2, 6 muỗng, 1 triệu 2 là tính ra 200 ngàn muỗng đó các bạn. Đây, một cái muỗng bọ biển trị giá 200 ngàn. Xem nó sẽ biến mất trong vòng bao nhiêu giây. Lên thuốc. Béo. Thôi vì video tới đây là cũng dài rồi các bạn. Chưa. Đang ăn đang phiêu. Lên thuốc rồi. Lên thuốc. Quốc hai lá, quốc thêm 2-3 lá cỏ là vô kìa. Ông nhiều chuyện dễ sợ các bạn. Hôm bữa mình livestream á là mình tưởng mà đưa cho ổng. Đáng lý là mình nghĩ là ổng nói chuyện có 10-15 phút là thôi. Tao out đi không đâu. Cuối cùng các bạn biết bao nhiêu phút? 44 phút. Ổng nói hoài luôn, ổng nói hết người này ổng nói tới người kia. Trời, chuyện gì đâu mà nói nhiều dữ vậy không biết nữa. Mà sao không ai coi vậy bạn? Sao mấy bạn không coi clip? Đâu, một đống người coi. Không, lúc like có 3-4 người nói danh. Anh nói gì đâu mà nói dài, hay là dài mà cái clip quay bằng điện thoại nó bị mờ cam livestream mà các bạn, cho nên là khi mà up lên trên YouTube nó lại giảm thêm chất lượng nữa nên YouTube. Thôi, nói vậy chứ xin chào các bạn. Hẹn các bạn trong những clip sau nha. Và cái clip sau nữa thì mình không hứa đâu. Mình hứa là mình không có thời gian làm. Mình đang set up cái phòng rất là đẹp. Và mình sẽ không chuẩn bị ra mà. Những cái video mà dạy nấu ăn. Rồi mukbang ngồi ăn nói chuyện như thế này. Và đặc biệt là sẽ có những số du lịch xuyên miền Tây. Mà không phải xuyên miền Tây không đâu. Còn xuyên miền Trung, xuyên miền Bắc nữa. Mình sẽ đi chơi và mình ghi lại cho các bạn xem nhé. Hello, alo, bye bye. Rồi sao? Em tôi đến mệt mỏi với chồng của tôi các bạn ạ. Các bạn đừng quên like, subscribe và chia sẻ video của mình để tụi mình có động lực làm ra nhiều video mới hay hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye. Mấy bạn nhớ thích mình nghe, đừng có ghét mình tội nghiệp.